Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cây thuốc rất tốt đối với bệnh xương khớp. Đó chính là cây hy thiêm. Cây hy thiêm thì rất nhiều bạn hay nhầm với cây hoa cất lợn ấy. Có một đặc điểm để giúp các bạn phân biệt, đó là cây hy thiêm của chúng ta thì có hoa màu vàng, còn cây cất lợn thì chúng ta có hoa màu trắng hoặc màu tím. Khi chúng ta giã lát hai cái loại lá này ra thì chúng có mùi vị cũng khác nhau. Về cách gieo trồng cây hy thiêm làm thuốc thì chúng ta thường gieo trồng vào mùa xuân. Cây cũng khá là dễ trồng, thích hợp với mọi loại đất. Về tác dụng của hy thiêm thì như đầu tiên mình đã nói là cây có tác dụng rất tốt đối với bệnh xương khớp. Cũng có một bài thuốc là chữa án thân bất toại bằng cây hy thiêm. Đó là chúng ta sẽ sử dụng lá non của cây hy thiêm rửa sạch, sau đó đem đi phơi khô sao vàng. Lưu ý là chúng ta nên chọn những cây khỏe mạnh không sâu bệnh. Cái lá cây sau khi được sao vàng thì có thể cho vào cối giã nhỏ và đổ ra một chiếc bát sạch, trộn đều, sau đó vo cùng mấy mật ong thành từng những viên nhỏ. Sau đó chúng ta cất đi dùng dần, mỗi lần chúng ta uống 2 lần, mỗi lần chúng ta uống 1 viên.